FIFA gửi quyết định đau lòng về đội tuyển Việt Nam cho AFC, VFF lập tức hành động. Trong các buổi gặp gỡ những ngày qua, rất nhiều người muốn ông Mai Đức Trung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup. Như thông tin đã được chúng tôi đăng tải cách đây ít ngày, huấn luyện viên Mai Đức Trung chưa đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 do thiếu bằng FIFA Pro đến hôm 18 tháng 2, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, đã phát đi thông báo cuối cùng với các liên đoàn thành viên có AFC rằng sẽ không thay đổi quy định đã được đưa ra từ trước về tiêu chí bằng cấp của huấn luyện viên. FIFA Pro là loại bằng cao nhất trong hệ thống của FIFA, bằng cấp mà huấn luyện viên Mai Đức Trung còn thiếu. Từ giờ đến tháng 7 năm 2023 không đủ thời gian để vị chiến lược gia này hoàn thành khóa học trên. Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup nữ 2023, Huấn luyện viên Mai Đức Trung mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm người thay thế. Theo đó, ông không muốn trực tiếp dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam mà muốn đảm nhận vai trò cố vấn. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Mai Đức Chung và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thời hạn tới hết năm 2022. Do đó, trước mắt ông Trung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 31. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải sớm tìm người thay thế huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì chỉ trong thời gian ngắn tới, VFF sẽ đưa ra thông báo chính thức về người kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn muốn huấn luyện viên Mai Đức Trung đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam, nhà cầm quân 71 tuổi có thể gắn bó ở vai trò giám đốc kỹ thuật hoặc cố vấn ở World Cup 2023. Hiện tại, bóng đá Việt Nam mới chỉ có 12 huấn luyện viên sở hữu bằng FIFA Pro trong đó chỉ có mỗi bà phan thị anh đào là huấn luyện viên nữ